Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Không còn điều gì tuyệt vời hơn là mình lại tiếp tục nhận được sự tin tưởng của những anh em thợ trong cả nước trong thời gian vừa qua. Và cũng hôm nay thôi, mình lại tiếp tục nhận được các cuộc điện thoại của các anh em ở mọi miền Tổ quốc hỏi tham khảo về dòng máy mô su kiên táp. Và cụ thể ngày hôm nay thì hai bộ máy cũng đã nhận được đơn hàng, và một bộ máy thì trưa nay cũng đã lên đường đi vào Đắk Lắk. Bộ máy mô su kiên táp đang trên đường đi vào Đắk Lắk với anh Nguyễn Văn Tuấn. Vâng, anh ở Eka Mút, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, tên những cái thôn bản huyện ở trong Đắk Lắk cũng hơi đọc khó một chút anh em ạ. Vâng, anh Hùng, anh mình xin lỗi anh Tuấn, anh biết đến máy mô su kiên táp cũng lâu rồi đấy, và anh cũng rất thích đấy, và hôm nay thì anh cũng quyết định là ủng hộ mình một bộ máy mô su kiên táp để cho về công việc sửa chữa nó thuận lợi hơn. Anh Tuấn thì nói đúng ra anh còn không những là một người thợ mà anh còn cả dạy nghề nữa anh em ạ. Cả dạy nghề nữa, nên học trò của anh cũng rất là đông. Vâng, và buổi tối hôm nay thôi, mình lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của anh Nam. Vâng, anh đến từ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Anh cũng ủng hộ mình một bộ máy mô su kiên táp luôn, anh em ạ. Vâng, anh thấy máy mô su kiên táp hôm qua. Đấy, mình lên nhiều video, anh thấy là chức năng máy táp hiện đại quá. Anh cũng theo dõi kênh từ lâu rồi, nhưng anh cũng tâm sự với mình vào đợt này. Phiên bản V2.3 lần này được cập nhật nhiều cái tính năng quá tuyệt vời. Đặc biệt là anh lại rất thích cái chức năng kiểm tra cảm biến có bị kém hay là không. Và trên hệ thống tự chẩn đoán lỗi OBD trên xe là không thể phát hiện được. Đúng không ạ? Anh em đọc vẫn không có mã lỗi, nhưng cảm biến vẫn bị lỗi là bình thường. Và phiên bản máy mô su kiên táp V2.3 lần này là công ty trang bị cho anh em kiểm tra trực tiếp thông qua đường truyền Cala anh em ạ. Cảm biến CKP thì dòng xe đè ACG đấy, thì từ phiên bản V2.2 thì công ty đã trang bị cho anh em rồi, nhưng mà anh em phải có một cái sợi cáp, đúng không ạ, cáp riêng để anh em cắm trực tiếp vào cảm biến anh em kiểm tra. Nhưng đặc biệt với phiên bản này thì kiểm tra trực tiếp hai cảm biến vị trí bơm ga, viết tắt là TP, và cảm biến áp suất của hút khí nạp, viết tắt là MAP, thì công ty lại cho anh em kiểm tra thông qua đường truyền Cala. Vâng, thông qua một sợi cáp DLC01 với máy đọc lỗi MotoKenphone và MotoKenTap. Cho nên là anh em lại không phải mua thêm cáp. Vâng, điều đó rất là tuyệt vời. Mà trong tương lai thì anh em thấy trên màn hình chờ của MotoKenTap, công ty sẽ cho anh em kiểm tra một số cảm biến đã có sẵn ở trên nữa, đúng không ạ? Anh em sẽ được cập nhật tiếp theo, đúng không ạ? Vâng, và phiên bản này thì đấy, anh Nam anh rất tâm đắc với hai cảm biến mà kiểm tra trực tiếp bằng đường truyền Cala mà lại phát hiện ra cảm biến có kém hay không. Anh rất thích hai cái chức năng này. Vâng, và qua video này thì mình cũng xin một lần nữa cảm ơn tới anh Nguyễn Văn Tuấn, anh ở Đắk Lắk, và anh Nam, anh đến từ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đã ủng hộ mình những bộ máy mô su kiên táp như này. Đấy, và anh Nam thì cũng như tất cả anh em khác thôi, mình vẫn gửi tặng anh là 5 tập sách sơ đồ mạch điện lẻ in màu như thế này anh em ạ. Đấy, rất dễ xem. Đấy, anh cũng ủng hộ mình luôn 2 sợi cáp kiểm tra CKP của các dòng xe đè ACG, đúng không ạ? Đấy, của hãng Honda, hãng Yamaha và hãng Piaggio. Vâng, và cũng kiểm tra luôn được hai van IACV và van ISC của hãng Honda và hãng Yamaha. Vâng, với sợi cáp thứ hai này, đúng không ạ? Vậy thì mình cũng tiện video này, mình cũng thực hiện luôn chức năng là kiểm tra hai cảm biến trên xe lít 110, đúng không ạ? Xe lít 110 thì có hai cảm biến mà trong phiên bản MotoKenTap V2.3 lần này là có, như anh Nguyễn Nam anh rất thích là như vậy. Đấy là cảm biến vị trí bơm ga TP và cảm biến áp suất của hút khí nạp MAP. Vâng,
mình sẽ kiểm tra xe lít 110 có bộ ba cảm biến thì sẽ có MP luôn, đúng không ạ? Và mình sẽ cho những anh em thấy được chức năng rất hiện đại trên máy, đúng không ạ? Tất nhiên là xe này thì cảm biến vẫn bình thường. Hôm nào mình sẽ có một cái cảm biến có thể là kém ấy, thì mình sẽ lắp vào và mình thấy test là xe máy sẽ phát hiện ra ngay anh em ạ, đúng không ạ? Đấy, vì mình muốn là cảm biến này chết thực sự cơ, chứ mình cũng không muốn đánh pan, đúng không ạ? Chứ còn đánh pan với mấy cái cảm biến MAP ấy, thì nói chung là nó quá đơn giản, đúng không ạ? Nó quá đơn giản, anh em chỉ cần bịt cái lỗ hút nhỏ nhỏ trên cái bộ ba cảm biến, chính là cái lỗ mà hút chân không đấy của cảm biến MAP là đánh pan được ngay. Đấy, nhưng mình không muốn làm những cái tự tạo ra những ban đó, mà mình muốn một cái cảm biến nó thực sự kém. Đấy, để mình hôm nào có mình làm anh em ạ. Và hôm nay thì mình làm trên một bộ ba cảm biến xe của mình thôi, nó vẫn là tốt. Thế nhưng mà cũng để anh em thấy được chức năng rất hiện đại trên phiên bản này, đúng không ạ? Còn chức năng test SCU nữa của bộ điều khiển khóa thông minh, đúng không? Anh em cũng đều biết rồi. Đấy, nhưng hôm nay mình chỉ làm hai cảm biến thôi nhé. Để những anh em biết rồi thì anh em có thể bỏ qua. Nhưng mà với những anh em mà chưa biết, đúng không ạ, thì anh em có thể là tham khảo, đúng không ạ? Vâng, và với một cái quyển sách ghi tất cả những tên tuổi anh em đã từng mua máy từ đại lý của mình, thì những trang giấy mà trắng chưa ghi sẽ cũng đã dần dần mỏng dần đi rồi, không chỉ còn một vài tờ nữa thôi. Đấy, cũng rất nhiều tên tuổi anh em ở mọi miền Tổ quốc đã ở trong cái quyển sách của mình rồi, đúng không ạ? Vâng. Tất cả những anh em mua máy mình cũng đều lưu tất cả thông tin lại, đúng không ạ? Lâu lâu thì nhiều anh em lại mua thêm các sợi cáp kiểm tra ECM, rồi các bộ đồng hồ đo áp, đo nhiên liệu, rồi các bộ đồng hồ đo điện, đúng không ạ, của hãng Fujitsu Nhật Bản mình cũng đã có sẵn địa chỉ của anh em rồi, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì cũng qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng và ủng hộ mình nhé. Và bây giờ mình sẽ thực hành trên máy Montap luôn, đúng không ạ? Vâng. Và để thực hành thì mình đã cắm sẵn máy Montap trên xe của mình rồi. Mình chỉ có bật khóa điện và mình ra mình thao tác thôi anh em ạ. Một chức năng quá tuyệt vời và xịn sò luôn. Rất nhiều anh em thích cái chức năng này. Kiểm tra cảm biến vị trí bơm ga thì nhiều anh em thì kiểm tra thì anh em thấy là gì? Rất hay bị hỏng, đúng không ạ? Rất hay bị hỏng. Ngày nay xe dùng lâu rồi, cảm biến vị trí bơm ga hay hỏng lắm. Đấy, bởi vì cảm biến của dòng Honda là cảm biến dùng biến trở mà. Đấy, rất hay hỏng. Đấy, cho nên là anh em có chức năng này anh em kiểm tra nhanh lắm. Mà khách hàng cũng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối luôn, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là cảm biến MAP. Cảm biến MAP là một cái cảm biến có thể nói là tương đối là khó hiểu đấy anh em ạ. Tương đối khó hiểu. Nếu anh em không được đào tạo bài bản để anh em phân tích được cái cảm biến này thì mình thấy thực sự là rất khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, cho nên là với cái chức năng này mà anh em lại được trang bị trên máy Montap để anh em kiểm tra trực tiếp cái cảm biến này thì mình thấy là đây là một trong những cái chức năng quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ thực hành trên máy một chút để anh em nắm được nhé. Vâng, mình sẽ tiến hành bật khóa điện đã. Vâng, đã kết nối thành công. Và mình sẽ vào chức năng là gì? Kết nối với hệ thống OBD trên xe. Mình sẽ chọn xe Honda. Mình cho loa đi một chút nhé. Mình sẽ vào chức năng tìm xe tự động. Vâng, các cách kết nối thì anh em cũng theo dõi kênh của mình thì anh em biết hết rồi, đúng không ạ? Đấy, cáp ngày nay là cáp đa năng rồi. Đấy, cho nên anh em kết nối dễ lắm. Tất cả những bộ máy Montap bây giờ là anh em có sẵn cáp đa năng ở trong bộ máy rồi nhá anh em nhá. Anh em không phải mua thêm nữa. Còn những trước đây mà anh em mà mua máy trước đây mà công ty chưa trang bị cáp đa năng đấy mà anh em có nhu cầu thì anh em liên lạc với mình gửi cho nhé. Cáp đa năng mình cũng nhập về rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của anh em. Vâng, mình sẽ bấm tiếp theo. Vâng, máy cũng tìm cho ta thấy xe lít 110 sản xuất năm 2012. Hệ thống động cơ, vâng, anh em kết nối.
đọc mã lỗi này, đúng không ạ? Xóa mã lỗi này, quá quen thuộc rồi. Khôi phục lại ECM, quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây là những cái giao diện mà có thể nói là anh em dùng hàng ngày. Vâng, quá quen thuộc rồi. Đấy, những cái thông số hiện hành ở đây thì anh em cũng xem kênh của mình, anh em cũng quá biết rằng là máy có những cái giao diện như thế nào, đúng không ạ? Rất nhiều chức năng, đúng không ạ? Anh em có thể bấm bên đây, giãn to ra. Đấy, anh em xem tất cả các thông tin ở trên đây, đúng không ạ? Đấy, các thông tin, các giá trị, đúng không ạ? Đều có hết. Vâng, vậy thì đây là một cái chức năng quen thuộc quá rồi, đúng không ạ? Vâng, mình lại muốn giới thiệu với anh em phiên bản này là phiên bản V2.3 mà anh Nam đấy, anh cũng rất nói chuyện với mình qua điện thoại, anh rất thích. Đấy là gì? Cái chức năng gọi là kiểm tra trực tiếp cảm biến TP, cảm biến vị trí góc mở bướm ga, và cảm biến MAP, cảm biến áp suất của hút khí nạp. Vâng, và hai chức năng này, kiểm tra trực tiếp hai cảm biến này thì lại không cần phải cáp riêng mà lại thông qua đường truyền cala, quá tuyệt vời như thế. Vâng, đây anh em vào đây. Vâng, đây cảm biến đây, anh em vào đây cho mình, đúng không ạ? Cảm biến vị trí bướm ga TP, anh em bấm vào đây để anh em kiểm tra trực tiếp được cảm biến có tốt hay không. Vâng, đây là hình biểu tượng của cảm biến, đúng không ạ? Đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến vị trí góc mở bướm ga, đấy, viết tắt là TP, mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP, đúng không ạ? Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Vâng, vậy thì đấy, kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến TP đấy, trực tiếp trên xe lại thông qua hệ thống OBD. Vâng, thế mới là tuyệt vời anh em ạ. Đấy, không phải cáp riêng mà là kiểm tra trực tiếp cảm biến thông qua gì? Hệ thống OBD, rất là hay, đúng không ạ? Vậy thì nhà sản xuất DT ô tô đã lập trình, đúng không ạ? Các thuật toán, thông qua các thuật toán mà cho ta biết được cảm biến có tốt hay không, đúng không ạ? Mặc dù hệ thống OBD không có mã lỗi, thế mới là tuyệt vời. Vâng, mình bấm tiếp theo. Vâng, vẫn cách kết nối bình thường, như anh em đọc xóa lỗi bình thường thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì anh em nhìn trên màn hình máy yêu cầu rất là rõ ràng, đúng không ạ? Anh em cứ làm đến đâu là máy bảo thông tin cho ta rõ hết tất cả, đúng không ạ? Nếu mà nói về máy trên thị trường hiện nay mà nói về hiện đại nhưng lại dễ sử dụng nhất thì chắc là không thể có máy nào vượt mặt được máy Motion Tap rồi. Đây là điều chắc chắn rồi, mình có thể khẳng định, và anh em thấy mình thao tác cũng vậy thôi, đúng không ạ? Bởi vì câu từ rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình xoay chậm tay ga nhé, theo máy nhé. Vâng, vậy thì anh em thấy có một cái đồ thị màu đỏ xoay tay ga từ từ lên rất là đẹp, đúng không ạ? Và anh em phải giữ ở cái cuối ga, anh em giữ nguyên, đấy, theo máy hướng dẫn, đấy, 3 giây, đấy, hoặc hơn 3 giây gì đó. Đấy, anh em cứ giữ đến bao giờ máy thông báo thì thôi, đúng không ạ? Và máy thông báo là gì? Cảm biến TP hoạt động tốt, đúng không ạ? Mình làm lại một lần nữa nhé, mình tiếp tục làm lại, mình làm lại từ đầu luôn này để anh em nắm được là, vâng, TP cảm biến vị trí bướm ga, anh em bấm vào đây, anh em chọn Honda. Vậy thì phiên bản này là anh em được kiểm tra hai cảm biến TP và MAP của hai hãng xe Honda và Yamaha luôn, đúng không ạ? Vậy thì hai hãng xe này chiếm thị phần lớn nhất trên cái thị trường Việt Nam mình, đúng không ạ? Ở thị trường Việt Nam mình, đấy, đặc biệt là Honda. Đấy, cho nên là anh em thấy là quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Không còn gì mong muốn hơn nữa, đúng không ạ? Đấy, trong tương lai thì anh em sẽ kiểm tra được tất cả các hãng xe nhé. Công ty sẽ cập nhật dần cho anh em, đúng không ạ? Vâng, mình ra mình làm theo, đúng không ạ? Bấm nút tiếp theo, sau đó xoay chậm từ từ đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết, và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới, đúng không ạ? Vậy thì anh em cứ giữ đi, đã, đến khi có thông báo tốt hay không, đúng không ạ? Mình sẽ làm luôn nhé.
Vâng, vậy thì thế này thì anh em cũng biết là cảm biến vị trí bướm ga có tốt không rồi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ mình muốn quay trở ra. Mình muốn lại kiểm tra một cảm biến cũng rất quan trọng nữa. Mình lại làm từ đầu để anh em nắm được nhé. Vâng, mình thoát hẳn ra luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lại vào mô tô second tab. Anh em vào phần kiểm tra ESU cảm biến cơ cấu chấp hành. Mình sẽ làm rất chậm thôi, để mục đích là mình hướng dẫn những anh em là: một là anh em có máy rồi, anh em chưa biết này. Hai là những anh em đang quan tâm tới dòng máy Motion Tap này, thì anh em biết được các chức năng hiện đại của máy cũng như là cách thao tác trên máy tap ra làm sao nhé. Tiếp theo này, anh em kiểm tra cảm biến đúng không ạ? Thì anh em vào cảm biến. Vâng, bây giờ mình kiểm tra cảm biến MAP đúng không ạ? Chính là viết tắt của cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp đúng không ạ? Vâng, mình sẽ vào đây. Mình sẽ chọn hãng xe Honda. Xe của mình đang Honda mà, đúng không ạ? Vậy thì cái cảm biến áp suất của hút khí nạp thì chính là một cái lỗ nhỏ trên đây anh em này. Cái lỗ nhỏ này. Đấy, chính là... Vậy thì bộ 3 cảm biến thì nó có 3 cảm biến đúng không ạ? Nó có 3 cảm biến ở trong một cái bộ này. Đấy, khi hỏng một cảm biến thì phải thay cả luôn. Có nghĩa là thay cả bộ 3 cảm biến luôn. Vâng, và đây là một cái cảm biến thật luôn. Đây là cảm biến của xe SH mình thay ra. Mình cũng rất hay thay xe này, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy này. Đấy, thì đây, mình cho sáng lên một chút nhé. Đây, đây là bộ 3 cảm biến, đúng không ạ? Anh em nhìn có đúng như trên mô hình không ạ? Đúng không ạ? Đây là bộ 3 cảm biến của SH. Đấy, SH cũng hay chết bộ này lắm. Và rồi đây, cái bộ này cũng lắp cho Winner luôn. Winner cũng hay hỏng. Đấy, anh em nhé. Đấy, vậy thì... đây là cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT này. Đấy. Đây là cảm biến vị trí bướm ga TP này. Đấy. Đây là cảm biến áp suất của hút khí nạp này. Đây là cái lỗ bé tí này anh em này. Đấy. Vậy thì để đánh pan cái những cái cảm biến áp suất này rất đơn giản đúng không ạ? Anh em chỉ cần nhét một cái gì vào đây nó bịt lại một tí là nó thay đổi ngay đúng không ạ? Vậy thì mình cũng đã nói ngay từ đầu video là mình không muốn đánh pan, mà mình muốn bao giờ mình có một cái cảm biến hỏng thực sự ấy thì mình sẽ làm. Đấy, để anh em thấy là máy phát hiện ra cảm biến hỏng ngay đúng không ạ? Đấy, chứ còn anh ban thì nó đơn giản lắm. Đấy, vậy thì nếu hỏng một trong ba cảm biến thì anh em phải thay cái bộ này rồi đúng không ạ? Và xe này là hỏng cảm biến vị trí bơm ga, hỏng cảm biến vị trí bơm ga. Đấy, vâng, và đây là cảm biến áp suất của hút khí nạp đây anh em này. Vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra ở trên máy chính là cái chức năng này đúng không ạ? Anh em đọc kỹ nhé, máy hướng dẫn rõ lắm, không có thể máy nào lại rõ hơn máy Motion Tap được, đây là điều chắc chắn rồi. Đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp, đấy, viết tắt là MAP, mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến MAP, đúng không ạ? Vậy thì anh em chẩn đoán, anh em vào đọc lỗi, anh em chả thấy có mã lỗi gì cả, đấy, máy sẽ báo là không có mã lỗi. Vậy thì không có mã lỗi không có nghĩa là cảm biến không lỗi, đúng không ạ? Đấy, bởi vì cảm biến bị lỗi như mình nói đấy là lỗi trong giải. Vậy thì lỗi trong giải thì hệ thống chẩn đoán mã lỗi OBD trên xe trên trong ESU không thể phát hiện được. Đấy, và chỉ có chức năng kiểm tra chuyên sâu trên những máy chẩn đoán như Motion Tap này mới phát hiện được nhá. Mà mình nói rồi, đặc biệt là cảm biến MAP là một cảm biến có thể nói là phân tích rất là khó. Nếu anh em chưa được đào tạo bài bản thì anh em phân tích cảm biến này rất khó đấy. Bởi vì mình cũng theo dõi nhiều kênh YouTube nhưng mà chưa có một cái kênh nào có thể nói là chi tiết cách phân tích cảm biến này ra làm sao. Đấy, và mình biết là người ta có biết thì người ta cũng không có thông tin lên cho anh em đâu. Đấy, bởi vì người ta cũng muốn giữ để người ta còn dạy nghề mà, đúng không ạ? Điều đó là người ta cũng phải bỏ công sức ra, người ta đi học hành rồi bỏ thời gian, tiền bạc. Đấy. Vậy thì có những cái kiến thức mà có thể nói anh em không thể biết được ở trên YouTube được. Đấy. Do cái có những cái có thể nói là có những cái khó nói như vậy đúng không ạ? Mình cứ nói nôm na như thế. Vậy thì với một cảm biến MAP mà anh em không được học thì có thể nói mình dám khẳng định là phân tích rất khó đúng không ạ? Nhưng với máy mô trên Motion Tap thì máy sẽ phân tích cho chúng ta và chúng ta nhàn cái đầu, chúng ta chả phải phân tích gì cả. Vâng, máy làm sẵn cho chúng ta rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây là một chức năng thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến MAP trực tiếp trên xe. Đấy, nhưng mà rất là hay ở cái chỗ này là thông qua hệ thống OBD, có nghĩa là thông qua cái cáp đọc lỗi DLC01. Anh em ạ, đấy, vẫn kết nối với xe bình thường, đúng không ạ? Rất hay là như vậy. Vâng, động cơ nổ máy
khóa điện ở động cơ không nổ máy nhé, khóa điện ở vị trí on. Vâng, mình đã làm rồi. Bây giờ anh em thấy là máy yêu cầu này, khởi động xe này, để động cơ hoạt động ở chế độ ralenti ổn định khoảng 5 giây, sau đó bấm nút lệnh tiếp theo này. Đấy. Chú ý tốc độ động cơ đạt tiêu chuẩn trong khoảng từ 1.500 đến 1.800 vòng một phút. Vậy thì để anh em kiểm tra được cảm biến MAP này có chuẩn hay không thì anh em phải điều chỉnh tốc độ ralenti ở cái khoảng ralenti này, đúng không ạ? Nếu như mà tốc độ ralenti thấp quá hoặc cao quá thì sẽ cho thông tin sai. Đấy, sẽ cho thông tin sai. Cho nên anh em phải hết sức lưu ý nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ ra khởi động xe, đúng không ạ? Đấy. Vâng, xe đã nổ máy rồi. Và bây giờ mình sẽ bấm nút lệnh tiếp theo. Vâng, một cái đồ thị màu đỏ chạy rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi. Cao tín hiệu cảm biến MAP có thể do cảm biến bị chai cứng màng dẻo silicon bên trong. Có thể sử dụng cảm biến MAP thêm một thời gian nhưng xe sẽ tiêu thụ nhiên liệu cao hơn tiêu chuẩn. Vâng. Cảm biến của mình dùng nhiều năm quá rồi anh em ạ. Vâng, máy cũng cho ta cái chất lượng cảm biến là cũng kém rồi đấy. Đấy, nhưng mà mình nói đúng ra là mình cũng chưa thay cảm biến đâu. Xe này anh em biết là dùng bao nhiêu năm rồi không? Đúng không ạ? Từ 2012 chạy liên tục. Giờ cũng gần chục vạn cây rồi. Mình có cục điện thoại chút nhé. Vâng, mình ra mình kiểm tra lại nhé. Đấy, bởi vì là xe của mình đi cũng lâu rồi. Đấy, mình cũng mua lại và cảm biến MAP nó đúng ra cũng bị kém rồi đấy, chai đấy. Thế nhưng mà nói chung là mình cũng chưa có cảm biến mới thay. Vì anh em biết là cái cảm biến, bộ ba cảm biến xe này mà mới nhá, rất đắt. Đấy, anh em cứ thử hỏi xem, cực đắt luôn. Cảm biến này rất là xịn sò cho nên rất đắt. Đấy, cho nên là mình nói đúng ra giờ bỏ một cái số tiền lớn như vậy mà thay ra thì cũng hơi ngại, đúng không ạ? Đấy, cho nên là thôi mình cũng cứ đi. Xe nhà mình thôi mà. Xe của mình hao xăng 10% anh em ạ. Đấy, hao xăng 10%. Đấy, mình lại có cuộc điện thoại. Anh em thông cảm chút nhé. Vâng, mình lại quay lại, mình kiểm tra lại một lần nữa nhé. Xe của mình hao xăng 10% mà, mình biết mà. Rồi, mình cho máy kiểm tra lại một lần nữa và mình cũng chứng minh cho anh em thấy là xe của mình hao xăng 10%, đúng không ạ? Đấy. Anh em nhìn thấy cái câu từ của máy nói rất là rõ, đúng không ạ? Cao tín hiệu cảm biến MAP có thể do cảm biến bị chai cứng màng dẻo silicon bên trong, có thể sử dụng cảm biến MAP thêm một thời gian nhưng xe sẽ tiêu thụ nhiên liệu cao hơn tiêu chuẩn. Vâng, phải nói câu từ rất là rõ và đầy đủ, đúng không ạ? Và tí mình sẽ kiểm tra cho anh em thấy, mình sẽ chứng minh cho anh em thấy là xe của mình hao xăng 10%. Mình biết rồi nhưng mình cứ để đi thôi. Để mình biết là cái bộ ba cảm biến của mình, cái cao su nó cũng lâu năm rồi, nó không còn đàn hồi tốt nữa anh em ạ. Đấy. Và đặc biệt là cấu tạo của cảm biến MAP thì anh em biết rồi, nó là một cái màng silicon bằng cao su. Thế dùng nhiều năm ấy thì cái màng ấy nó không còn cái độ đàn hồi tốt nữa, đúng không ạ? Nó không võng được xuống nữa, cho nên là lúc nào nó cũng báo điện áp cao, dẫn đến gì? Mà cảm biến MAP thì anh em biết là nó là một cảm biến tinh tải động cơ. Cho nên là điện áp cao thì dẫn đến là gì? Xăng lại phun nhiều thêm thôi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình kiểm tra lại nhé. Rồi, MAP này. Yêu cầu là động cơ không nổ máy này, khóa điện on này, mình đã làm rồi này. Rồi, khởi động xe này. Mình ra khởi động xe nhé. Rồi, mình bấm nút lệnh tiếp theo này. Nói chung là màng cao su nó sẽ không ổn định nữa anh em ạ. Có thể lúc cao lúc thấp. Đấy, cái màng cao su nó bị chai rồi mà. Đấy, có thể lúc cao lúc thấp nó không còn chuẩn nữa. Đấy, chứ còn nếu mà đấy vẫn như thế thôi anh em ạ,
Vẫn như thế, vậy thì máy kiểm tra đúng quá rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Máy kiểm tra quá đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cái cảm biến của xe mình nó kém rồi. Vâng, vậy thì mình cứ để cho xe nổ máy đi. Và mình sẽ kiểm tra xem là tỷ lệ hòa khí, xem là xe có bị hao xăng không nhé. Và mình sẽ làm luôn này. Mình sẽ kết nối với hệ thống OBD trên xe. Vậy thì máy kiểm tra chuẩn lắm anh em ạ, rất là chuẩn. Đó. Honda này, tìm xe tự động này. Kết nối với hệ thống động cơ này. Để mình cho xe tắt máy đã. Mình đang làm ban tối để xe trong nhà nó hơi xăng. Nhiều khi làm các chương trình này mình cũng hay làm buổi tối lắm. Bởi ban ngày nói thật với anh em là anh em mình cũng là thợ đều biết rồi, rất là bận đúng không ạ? Nhiều khi đang làm khách và hàng vào rồi cũng lại phải bỏ dở, chả làm được cơ. Đấy, mình nói đúng ra ấy, mình cũng bỏ dở rất nhiều video mà đang làm rồi khách hàng vào mình cũng đành phải xóa đi. Vì cũng không làm được nữa, vì xe khách hàng cũng phải còn phải mang về đúng không ạ? Cũng chả để đây cho mình làm được. Nhiều cái ban bệnh hay mà mình cũng không ghi lại được hết. Vâng. Kiểm tra AS. Vâng. Yêu cầu nổ máy khoảng 5 phút, nhiệt độ máy lớn hơn 60 độ C. Vâng, mình sẽ cho xe nổ đã. Vâng, vậy thì nhiệt độ máy vẫn chưa đạt 60 độ C rồi, mới có 57 độ C thôi. Vậy thì mình phải đợi rồi, đúng không ạ? Phải đợi. Mình để cho tới 60 độ C, mình sẽ kiểm tra tỷ lệ hòa khí AS. Đấy. Vâng, rất hay là cái cảm biến của mình nó bị chai cứng rồi, cho nên là mình cũng chứng minh được cho anh em thấy được là gì. Cái cảm biến của mình đấy vẫn dùng được nhưng mà sẽ chấp nhận hơi hao xăng một chút. Phải nói là máy phân tích đánh giá rất tốt đấy anh em ạ. Đây này anh em nhìn này, tỷ lệ hòa khí AS này. Đấy. Rồi, kiểm tra AS này. Rồi, bây giờ thì đạt 60 độ C trở lên anh em kiểm tra được rồi. Vâng, anh em nhìn thấy bắt đầu kim đã thiên về đây rồi đúng không ạ? Vẫn còn sử dụng được nhưng mà chấp nhận là hơi hao xăng. Đấy. Vậy thì đây cũng là một trong những cái nhược điểm của những cái dòng xe sử dụng bộ ba cảm biến đúng không ạ? Có cảm biến MAP. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích lỗi hao xăng anh em nhá. Phân tích lỗi hao xăng. Anh em phân tích lỗi hao xăng thì anh em phải vào cái phần đọc mã lỗi. Đấy. Không có mã lỗi lưu trong xem. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Mình sẽ vào chức năng chẩn đoán nâng cao trong mô tuần tab. Vâng, vậy thì trên máy sẽ hỏi chúng ta là xe có biểu hiện gì, đúng không ạ? Không thể nổ máy, lỗi Alixitop, hao xăng nhiều. Vâng, đây chính là cái mà chẩn đoán nâng cao cho ta này. Vâng, mình sẽ bấm vào đây. Vâng, khởi động xe để ở chế độ ra đăng ti 5 phút, mình đang khởi động xe rồi. Trạng thái mô tô sân tab đang làm việc. Đấy. Vui lòng chờ nhiều nhất khoảng hơn 5 phút, đúng không ạ? Vâng, vậy thì mình cứ để cho xe nổ máy và để cho máy phân tích. Hôm nay thì thôi thì mình cũng làm để cho anh em đây. Máy phân tích luôn thấy rồi, luôn còn đâu anh em. Nè. Thông báo xăng tiêu thụ vượt quá 10% so với quy định. Vâng, quá đúng rồi còn gì nữa anh em. Quá đúng rồi. Vâng, mình có thể kết thúc video này được rồi, đúng không anh em? Đấy, vậy thì đây là một trong những cái chức năng kiểm tra trực tiếp cảm biến MAP thông qua hệ thống OBD. Cụ thể là anh em dùng cáp DLC01 đúng không ạ? Thông qua đường truyền cali luôn mà anh em lại kiểm tra được trực tiếp chất lượng cảm biến như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Và xe của mình đang bị hao xăng 10% mà mình biết mà. Vâng, và hôm nay thì cũng rất là hay là mình làm video này thì máy cũng kiểm tra cho mình biết là rồi cái xe của mình là bị chai cái màng silicone đúng không ạ? Chai màng silicone cho nên dẫn tới cái hiện tượng hao xăng 10%, đúng không ạ? Vâng,
và thực tế thì vẫn sử dụng được đấy, chưa phải là hỏng hẳn, và nó sẽ gì dẫn tới hao xăng. Nếu mà mình cứ để mình đi thôi thì mình cũng chấp nhận hao xăng một chút, đúng không ạ? Đấy, thôi với video này thì mình cũng đã chứng minh được cho anh em thấy là máy phân tích là rất đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Và nếu mà anh em mà có một cảm biến mới tốt xịn sò, anh em cho vào, đúng không ạ? Anh em biết là cái bộ cảm biến này nếu mà xịn sò của Honda đấy thì anh em mua là rất là đắt tiền đấy nhá, rất đắt tiền đấy, chứ nó không như ba cái cảm biến giảm bán mấy trăm ở trên Facebook đâu nhá. Tất cả những cảm biến đấy mà cũng chỉ có mấy trăm mà cứ quảng cáo là xịn sò đấy, không phải đâu. Anh em đừng bao giờ tin những cái đó nhá. Đấy. Không bao giờ có chuyện là cảm biến xịn sò mà người ta lại bán rẻ, mà lại rẻ hơn cả ra hãng Honda với đại lý anh em mua, anh em không bao giờ có nhá. Rồi, vâng, miếng format miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột, anh em nên nhớ như thế nhá. Vâng, vậy thì anh em nào quan tâm tới các dòng máy Musiken này thì anh em có thể tham khảo, đúng không ạ? Và anh em trực tiếp kết bạn Zalo với mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Rồi tất cả các bộ cáp kiểm tra ESU, các kiểm tra CKP, các kiểm tra IACV, ESC, rồi các bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu, áp suất bùng đốt của công ty DT ô tô, riêng phần đồng hồ công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc cho nên là cho chất lượng rất là chính xác, tuyệt đối và rất là bền trong nhiều năm. Rồi những bộ đồng hồ đo điện áp của Nhật Bản, đúng không ạ? Với những bộ đồng hồ đến từ Nhật Bản và của hãng Kyojitsu như này thì rất là bền, đo rất là chính xác, mà anh em đo thì nó rất đơn giản thôi đấy, bởi vì trên đồng hồ người ta thiết kế làm sao mà tối ưu nhất là cái sự đơn giản cho anh em, đúng không ạ? Các thang đo rất đơn giản, rất dễ sử dụng đấy, đặc biệt là rất dễ sử dụng. Mình thấy nếu mà nói về các loại đồng hồ mình đã từng sử dụng qua đấy mà mình biết trên thị trường thì mình thấy chả có cái đồng hồ nào dễ sử dụng như cái đồng hồ này cả, bởi vì là anh em nhìn cái thang đo rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Các giải điện áp từ xoay chiều một chiều thì cũng đều là tự động hết, kể cả đo ôm thế, hoàn toàn tự động, anh em chả phải chuyển nước đo là bao nhiêu ôm gì cả. Vậy tương tự như vậy thì đo điện một chiều và xoay chiều đấy, anh em không phải chọn mức điện áp, mà đồng hồ hoàn toàn tự động đấy, mà lại đến từ một thương hiệu của Nhật Bản, của hãng Kyojitsu, cho nên là cái thông tin và cái sự bền bỉ là anh em cứ yên tâm, đúng không ạ? Vậy thì mọi thông tin thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình với một số điện thoại duy nhất, đây cũng là số Zalo của mình luôn đấy. Mình chỉ có một số điện thoại duy nhất nhé, mình không bao giờ có hai số. Vâng, vậy thì mọi thông tin anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Mình xin kết thúc video này đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.